Nguyên xin chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Bữa nay Nguyên quay cái video này cho vui thôi. Giới thiệu mấy quả dâu rất là ngon, rất là to. Cái dâu này thì có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Và họ nói rằng chủng loại của nó là Kalinda. Thì cái dâu này thuộc dạng to, hình dạng thì nói chung là nó cũng không có đều nhau lắm, có trái hình chóp, có trái hình bè. Hột thì hơi lồi ra ngoài. Vị thì cũng không có ngọt lắm đâu, nó cũng hơi chua chua. Có hên á thì trái nó cũng ngọt. Cái dâu này thì để làm trưng bày thì rất là đẹp, tại vì hình dáng rất là to lớn, chắc chắn, lá xanh rất là tươi. Mọi người có thể nhìn gần hơn xíu nha. Có trái hình chóp, có trái hình như vậy, không biết là hình gì luôn, giống như hình quả núi vậy đó, dễ thương lắm. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử một cái xem là nó có vị như thế nào nha. Thử trái này nha. Không chua cũng không ngọt. Cái này thì đối với nhiều người thì chắc là nó sẽ hơi chua, mà tại vì Nguyên thích ăn chua cho nên cái vị này thì cũng chua vừa phải thôi. Dâu này không ngọt nha. Cái này sẽ sinh tố thì hoặc là chấm sô cô la thì sẽ rất là ngon, ăn không thì nó hơi hơi chua đó. Cái này mình mua về cho Nguyên, mua về để xây cho em bé tập ăn cho nó có biết ăn không, nó ăn được không. Tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người thật là khỏe.